Rương mùi nơi Sri Lanka, vòng cừu cũng nơi Sri Lanka. Tên nó phụ tầm mơ cho băng cho mùi nâng rọt cái gì chứ nè. Chứ nè, nè sọc chùm lia trên bì phùm bì sọc ấy của tớ bà buồn lô. Ta lộn cha hoi, nì muốn tớ cho mùi cả nà tớ. Kì rốt chào phùm chào sọc ai hai bà lộn cha nớ ọt ấy nhìn nhóm ọt ấy. Ở chẳng hạn chẳng nè, ông kịp xem xế cái tư ở linh, nơi xa ta bỏ ông nhu mới nhu mạng tư cho. À thầm mà tư ở nất vọt á, ở miền bì nà mơ thai chạy đây đàm bù xế nà xả nạ. Ta ở nữ mà chết như nhu, cột ấy như nhu. Cái đìa xì ai. Nhưng cả nà, tẹt nhôm xảy. Nơi buông chám nhôm là bên nhôm mà ông pin đó anh miền bên anh đấy cứ đi xí tích nhé nhôm mà anh miền này anh đây con cha cha đó con mà ông pin tâm nơi mùi cô đó rú chào lo đó là nó sao tận đây được gì đó và miền này anh đây chẳng lúc có nức anh đất vót có nhôm anh tới cho ấy nhôm gặp thì ta lùm cha nơi anh miền ấy chán ấy ta là tạm bồn là thma đó là ngay bồn là thma chăm à nâng ọt mạnh chia tạm nâng à về kỳ tự ọt tứ luộc nơi mà ông ấy bánh tê và đá để thay ra xa nơi nâng đàm chư nâng à nâng vọt nâng á nhìn nhổ má à bì ọng chê chê kìa thân này dương dương ai bà xong ọt chừng hắn ọt xóm mê nè miền sở nơi các bài dương hay dương thưa ai luôn ọt chẳng hạn nâng dương miền tô ha nhận nhớ mà và anh tê và đà mà ông tê thật tê bờ dương chui luốc toàn là luộc miền ấy nhận nhớ toàn là luộc miền ấy mà anh dương chui bàn luộc miền ấy luộc miền bon từ dương chui bàn chẳng có bị cha là na tha lùm cha ông đang thọp thưa bon đây ấy thảo lùm cha thọp thưa bon đại đã bài ao sổ nọ xì ao cài xì á nhau nhóm bàn bòn đấy nhau nhóm bàn bòn đấy ao sạt đê để chán bàn bòn đấy bàn bòn mà rồi ắt tập hiệp đại tá nhau nhóm bàn ni mất luôn thôi chia miền núp mà nẹt cho một phải cung thà lộm cha đòn màu chan mai lộm cha ni muốn từ giờ chừng han nơi cầu đàm chư hãy tu lộm cha bờ ngày cầu ăn miên pi nam mò ni muốn lộm cha ni muốn từ tu chừng han nơi cầu đàm chư nâng ta na nè đang nhận nhóm đại tê và đại giờ chừng han mò bậc kiền luôn nâng đại sa ấy nhận nhóm đại sa ấy đại sa luôn miên miên bon nâng ao tê và đại chui bà dương miền bon hái tê và đá mình chuối tê và đá nó chỉ nẹ miền tu từ vinh nó nhiệt nhôm nó là đại nhiệt nhôm bàn riệp chồng phơ bị thi từ tuôn tê và đá cho nằm thơ mây rùm lực đào cun rồi ba tê và đá nó không thó tê và ta nó sẽ tệ cả nó nực rồi lực đào cun tê và đá nó cứ nực đào côn nó thò tiếng bầm pi, dùng dây bìp thiệt tới tha tầm nàng ao bột trầy tiếng bầm pi rồi bỏ cái bà mà hạ bầm nâng lại đặt ven màu thay ra xa hai cái bà rồi bỏ bột nâng tê vật thò tiếng bầm pi nâng miền sạch thía chỉ nè chưa cầm phao chưa bòn chưa bạp bà lòi nâng thò rồi bỏ tê và đà sở chuyện nè miền cay vì cha lo thầm thở mình pa po mình thưa ơi nè đầu tây cả đời cả hài đấy chuyện nè miền sở chuyện nè miền hệ rẽ mặt bạc mình thưa bạc tê vực mặt kê dương bần năng đai của xa dương bần năng đai thưa ơi khôi chmu bụi bông vuông từ câu chân tư mùi tiền đó ao tập bạc lại bạc nực khơi như ta ẩm bơ bạp đứng trong khối về vân mà rồi dương vinh nhẹ sang nâng ai chẳng miên ao tập bạc khai ắt phư bắt đầu ấy đó hôm nay dương cho chết ha sẽ đại khôi bắt này bên đây không nông thố ao tập bạc nó ngồi sẽ đại mồn chẳng anh ấy nhân nhôm đó còn ao đào pê bạp và cầm ao phò lấy ôi về tình yêu mê tăng thùng mê nhom cầm khè mê mấy nhóm bà bà chiên kê nhìn nhóm thật chụp nè thâu nhìn nhóm thật chụp nè là ngài à nâng sát đại khao nha nâng khổng thó ở chê sát đại môn ở chê miền ao tập bạc
khai chứ mình hiện thưa ông bơ bạp nâng tê bạp cầm nâng vân vua tà lọc mà rô dương vinh nâng ai ai nâng mùi tiền nó ở miền trà kẹ chế bò đi trà tiền mình miền chất cầm nánh sát smô tê bì bố nó khơi thà trong cầu tới tục thằng ngó vài văn miền bạc trọp sầm bạc nâng mình bàn vô từ tam luôn nè chẳng trời chết ở cả một bình tiền chia bọn có sao cho tam luôn tới ấy hai trong cái nào mà tiếp nó khơi nó không bê tầm vật thọ miền rương mũi rương prai lũ nhìn nhóm trong sạp rương prai lũ ấy nhìn nhóm prai lũ nó rương nó không còn nào nè đại trầm non chương này nè lụa nó xa nhìn nhóm hay chung khí lụa về miền bê khá hẹn lừa khá ấy khá chẳng hạn nhìn nhóm nà cập kê họ ấy kê khá chẳng tứ ô bàn lùi bàn cả mọi giờ từ châm côn châm và buôn của xa đọc bê là vi vụ vân bê mình xây chỉ bàn phương bôn phương của xa lấy slap tới tiền để khuôn ấy mình bàn phương bôn chỉ tì bưng xa mẹp khuôn ấy hay mà krom của xa mà krom nè lụa nâng em vậy chắc bạc bò nè lụa nè nhìn nhộm nọ mà lượt không rương nó bạc bò nè ná lượt không rương nâng ấy tất cả ớt chi prét mà krom này nhận nhồm hãy hai khía mọi chung khía ta ơi nè ở hình dương á cả bị nơi ru á không phụ bạp cấp kênh của họ lập lư lập khóm khắc kênh phênh chinh khắc không rô trộp đứng mau hay là lỡ trong khối ngọt chào trộp ở hà linh trộp nâng bị nà nẹ trái nhận nhồm bị nà nẹ trái cô nẹ trái tơ anh dương từ ở kia nó ở miền bàn phải bị trộm nâng đã đai rồi cua ở nát luôn na nó chẳng là con rường nâng ở miền bàn vậy thà côn phượt bon là từ cửa sổ chu nào vậy thế nó khơi là phải đứng hai kia mà là u vào chân nhom chẳng chia cái tệ môi sầm rập dương từ ở kia bị cha là ná thà lấy trộm sầm bắt răng phải như đột một lăng như cầm lăng chiêm cầm lăng bòn bà dương hay bà này cô trừ chặt chạy nhảy bàn chỉ tì bưng hàng khăn nông đấy mà nó nhìn nhôm đó là ngài hôm cà nà nó khơi rương mùi thế là nó rồng bà sâu nó rồng bà sâu ok cả hợp bà đấy cô biên dịch ở đây chia thai chờ mùi nâng bà sâm mà sâm bút á còn này muốn bà sông máu còn riệp trăm bản nát nãy nhận nhôm còn nẹt miền đó hay màu cạp tu bọn bảo bật bọn nó chậm ra chừng ham đi chừng ngày na bọn lỗ vì xe na trong cái na bàn đập vì bọn than nẹt na ao rồi bọn lỗ rồi mấy bàn rồi bọn lỗ từ lập màu vinh nẹt na ao rồi bọn bờ sao nẹt nuôi rồi mấy bàn rồi bọn bờ sao màu vinh bảo bật bọn nó chậm ra xong bọn từ tua cho chừng ham đại trong cái nát chặt chay đời sự cái đây là phần nát nè không mà chỉ vô chẳng tiếc ta vô sâu đó nhân nhôm đó riêng trong lòng sát giờ mất phai cùng bỏ bật vào ông đây chậm rãi tu cùng lư tháp vào ông sầm đại than nè na ơi rồi bao lo mê bao lo nè na ơi rồi bao phải sao rồi mê bao rồi bao phải sao ấy chẳng tới lời sâu vào ông từ tua cho sầm put tóc tăng say nâng quạt nẹ miến quạt chơi riệp chom sạt chẳng tới tam sự đấy chia xa rồi bà quạt đã trong khối quạt sẽ lạp từ nay nhận vô mà đó đó pê nẹ phượng bốn có thở tao đó pê thở từ đấy mà nấy nhận vô đó ngài nhận vô cùng kết thằng chư muôn lục từ sôn muôn sôn thò áo đẹp mà chênh vì lục sôn thò sạp ấy mà tù lục á nhận vô đó nhận nhôm chạm bạch tại dương ấy chia một thời chốn sầm bay tại prasama samput với bọn từ prao côn sợi nhẹ đầm bài nhá bọn đăng thanh niên đang pin lực nghĩa những sạp bài nhận nhôm hết bữa bọn đang bay ạ nụ cua đào niên đang từ tisna piprực ấy hời bờ bọn mình ban từ tisna prao piprực niên đang sạp từ nã nhận nhôm sạp từ nã sạp tới tư ở bài giờ phù mới đời sao mình bán miên thua chỉ tì bưng mình miên khuôn ai chỉ tì bưng chẳng bọn tư bảo bê bực nâng ai niêng nâng bán xùm rách sao ta bắt tì phở
nàng nâng màu sạp thoa chăng à hay nàng nâng thức ca ok anh chỗ hot á màu khôi kì bàn bóng xu thân nàng màu bì nà cái nào đang màu bì nà không bóng hay chân nàng từ nà ngặt đằng từ nà đấy bóng thân nàng đăng ấy thao ắt đăng phỏng hay nàng ắt đăng men thắc đằng ấy hay nẹt sọc nâng sạp luôn bọn tê sra tê niêng ní dây lọp lại mấy vừa lấy giống vừa lấy vừa lấy xùm nua tí mũi xua thà mách mấy nhìn giống xua thà mách mấy niêng màu bì na hay niêng nâng xoay thà mách ọt đằng hay đấy ban niêng nâng xoay thà ọt đằng nhắn nhìn giống màu bì na nhớ màu bì na màu bì tía đằng ấy màu bì tía đằng đấy đằng bánh là thà niêng nâng xoay thà màu bì na ọt đằng nâng ấy trong giờ micro ấy nhôm xài đi mà micro mới đi đấy hay đấy bàn điện đang xài tham màu bị na hay ắt đằng ngắn miền đấy là đôi trà giờ tới thì giờ nhẹ na các bạn này lụng tiêu các bạn nữa còn nhiệt nhôm na các bạn này chọc lỡ người ta kết hụi luôn này nhiệt nhôm chui tê sna thì hay đấy bàn điện bỏng xua tham điện màu bị na hay đấy bàn điện đang xài tham không cần ắt đằng phỏng hay đấy nhóm bạn này thay chiết mốt đằng thay chiết ai tê chẳng ắt đằng tham mau pi na tê chơi sùm nua tí pí tha bạn xua tha tư na hay nè nắng sai tha mách mảnh ắt đằng hay đấy bạn sai tha ắt đằng nó ăn mô tử đi hâm bà xùm nua tí bay xùm nua tí bay bọn xua tha đăng nghe đăng thà mạch đăng tha chẳng đây slap rồi tử mi hay cho nó xua niêng đăng mê na tha ọt đăng phỏng à xùm nua tí buôn nắng bàn này thà mạch ở ọt đăng thà phê về liên na ăn mô tử đi xong ai tia đáy đây mà ngày bọn mình tia đang ai chẳng cô ơi sừng về cho nó nhân nhôm đó đang ai cô ơi sừng về trong đời tha sòng xa rồi vọt nó về ngày ai chỉ vật dương nó đôi tật mà tầm nọ nó không mà hà sừng mọt chẳng tí tới cô hắn nói nhanh nhôm nè, bọn priệp thiệp chỉ vật nâng đôi chìa tất sần xa âm nơi bê prật. Mà phê tới cổ bạch bạc bọt pra, ôi, mình miên ấy tê tầm nay tăng tăng lôi cạc trọp xâm bát miếc bích bát na. Mà rồi bì rồi chăm kì phích dược bát hắn nói nhanh nhôm nè. Nâng ngài, ai cổ mình bán vô ấy chìa tì bằng bán. Tầm nay không xong xa rồi vọt, nóng vừa xì cái đây tục nóng về anh ngài. Cú ơi sừng về để dương miền bình nhã đắc tuyên khuôn ảnh thơm mách ơi song xa rồi vọt nâng việc khlây cho máu vừa ta cao ớt không cầm nát to ta tiết tới từ dùng dây xay tuôn bạc bạc bọt bạc rương ra ấy mình chọc trong mình chọc mình hơi với mình đây nhìn nhôm đó à lời dương mơ rương mê liê phí rì tê bọt nâng cho chất bẹc cầm rong bạc ca hay miên sợi tê bạp xo pram rồi hay niêng tê bạp xo mà nẹ nó bè tớ ô hải dụ mày dương cho chất hay tê bạp chì giọt nha nhìn nhôm nở tê bạp chì giọt miên này thả mấy nhìn nhôm tê bạp chì giọt miên này thả tê bạp đà slap nâng slap tớ mò chặt bạp đệ sân thị chia cầm mà rầy nơi than mà nút nó chăm pê và put tra đắng niềng nâng đắng cái đây pê na móc đắng thả anh tê bạp sò mọn mền mà nút thế hay anh miền ấy nhìn vô miền ấy anh miền bắt đây nơi than trai trăng hay chăng đắng cái đây máu thưa bon thưa cái xóa bạch na chăng chua pê ná nhìn vô chăng chua pê ná chăng chua xòa mây chăng tới bon pê na cái đây phải cùng pê po đã bạt ấy thì mấy nhầm kiệt khỏi chùa xoa mày nhầm vinh chẳng bị khổ sáng có ao mua niên nâng thá niên bật tệ tô chỉ ca prai tham niên phước bon bật ná chuốc
ស្វាមីអូអាយុ16ឆ្នាំម៉ែឪរៀបការទៅមានកូនមានចៅបាន3-4ទៅអាយុ50-60ស្លាប់ទៅទៅកើតនៅណាវិញញាតិខ្ញុំទៅកើតនៅណាវិញទៅកើតជានាងទេពអប្សរស្រីស្នំរបស់មាលាភារីទេវបុត្រទេវបុត្រដែលចូលចិត្តពាក់កម្រងផ្កាហើយស្វាមីនោះមាលាភារីទេវបុត្រនោះបាត់ប្រពន្ធអស់មកកណាត់ថ្ងៃមកមានកូន3-4ឯហ្នឹងគេទៅអស់ហ្មងញាតិខ្ញុំអស់ហ្មងអស់មកកណាត់ថ្ងៃជាងហ្នឹងឯងអាយុប៉ាន់ឯង100ឆ្នាំញាតិខ្ញុំណាមួយថ្ងៃមួយយប់ឋានត្រៃត្រឹងស្មើនឹងមនុស្សយើងប្រមាណញាតិញោម100ឆ្នាំយើងស្មើនឹងមួយថ្ងៃមួយយប់គេហើយយើងមានបាន100ឆ្នាំឯណាទើបបានមិនទាន់បានមួយថ្ងៃគេព្រោះនាងមាលាភារីទេវបុត្រហ្នឹងសួរចុះចុះនាងទៅណាបាត់អស់មកកណាត់ថ្ងៃអូលោកស្វាមីខ្ញុំស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សមានកូន3-4ឯណាអូហើយមនុស្សហ្នឹងអាយុប្រមាណទៅអូព្រះអង្គយ៉ាងច្រើន100ឆ្នាំហ្នឹងហើយ100ឆ្នាំហ្នឹងបណ្ណាទៅមួយយប់មួយថ្ងៃយើងអូហើយអ្នកស្រុកមនុស្សហ្នឹងគេប្រឹងប្រែងធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីដែរនាងអូព្រះអង្គអើយមនុស្សហ្នឹងប្រមាថណាស់រស់នៅ100ឆ្នាំគិតតែខ្លួនឯងអត់ចេះងាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូហើយដល់ហើយមាលាភារីទេវបុត្រសង្វេកមែនតែនសង្វេកដូចយើងមើលទៅសម៉ោចឬក៏មើលទៅមូសអញ្ចឹងមូសអាយុប៉ុន្មានញាតិញោមមូសអាយុប៉ុន្មានមូសអាយុមួយអាទិត្យណាញាតិញោមណាមួយអាទិត្យហ្នឹងស្រាប់ហើយហើយយើងមើលមូសទៅមូសវាមានចេះធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីហ្នឹងញាតិញោមវាអត់ទេយ៉ាងណាមាលាភារីទេវបុត្រមើលមកមនុស្សយើងដូចយើងមើលទៅមូសអញ្ចឹងមើលទៅសម៉ោចអញ្ចឹងវាខ្លីណាស់វាតិចណាស់ហើយមាលាភារីទេវបុត្រគិតថាអត់មិនព្រមប្រព្រឹត្តធម៌សាងកស្ទៀនសាងសិលជាទីពឹងហេតុអីក៏មិនប្រងបញ្ញាបញ្ញាធ្វើអំពើបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងបានព្រះអង្គគ្រូចន្ទសុជនរៀបចំវត្តអារាមស្អាតគួរជាទីជ្រះថ្លាញាតិញោមយកពុទ្ធពធប្រសង់យកបន់កសាជាទីពឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយទីពឹងរបស់ខាងក្រៅក៏ពឹងចាស់ប៉ុន្តែកំណត់ដឹងខាងក្នុងខ្លួនឯងណាថារបស់ខាងក្រៅជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនជាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងมันអាចជាទីពឹងពិតប្រកបបានទេអាត្មាចាំពាក្យមួយកាលពីនៅក្មេងៗខ្ញុំកណាកូនអ្នកស្រែមិនចាស់ឲ្យដល់ទៅត្រូវដឹកគោទៅភ្ជួរស្រែនៅម៉ោង4ភ្លឺញាតិញោមឲ្យត្រូវកាត់អភ័យខ្មោចចាស់កន្លែងគេដុតខ្មោចឲ្យដល់ហើយយើងខ្លាចខ្មោចក្មេងញាតិញោមព្រឺសបល់អស់ហើយហើយម្ដាយដឹងថាកូនខ្លាចខ្មោចគោគាត់ពង្រៀនឲ្យចេះធរធរកុំឲ្យខ្មោចលងញាតិញោមចង់ចេះហ៎ញាតិញោមចង់ចេះហ៎ដល់ទៅពេលទៅដឹកគូទៅចិត្តដល់អាកន្លែងគេដុតខ្មោចនឹងសូត្រធម៌អញោមប្រាប់ឲ្យសូត្រធម៌ធម៌របស់គាត់នឹងមិនមានអីទេពុទ្ធោមេនិថោធម្មោមេនិថោសង្ឃោមេនិថោយ៉ាងណាយើងយកសាក់ថាតិចមើលគាត់ចេះបល័យកុំឲ្យខ្មោចឡងពុទ្ធោមេនិថោធម្មោមេនិថោសង្ឃោមេនិថោម្ដងទៀតមើលយើងយកម្ដងទៀតមើលធម្មេនិថោធម្មោមេនិថោសង្ឃោមេនិថោញាតិញោមចេះប្រែទេបងជឿថាថាបល័យនឹងបល័យខ្មោចអត់លងមែនទេអពុទ្ធោប្រែមកវិញថាប្រពុទ្ធនិថោប្រែថាជាទីពឹងមេប្រែថាខ្ញុំអញ្ចឹងពុទ្ធោមេនិថោប្រែមកវិញថាប្រពុទ្ធជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំធម្មោមេនិថោប្រែមកវិញថាម៉េចញាតិញោមព្រះធម៌ជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំសង្ឃោមេនិថោប្រែមកវិញថាម៉េចញាតិញោមព្រះសង្ឃជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងនៅក្មេងៗមិនដឹងអីទៅដល់អាក្បែរព្រៃនៅឯចងាយរៀងសោតអង្វើពុទ្ធោមេនិថោធម្មោមេនិថោសង្ឃោមេនិថោដល់ចិត្តអាក្បែរខ្មោចមែនទេពុទ្ធោមេនិថោធម្មោមេនិថោសង្ឃោមេនិថោដល់ពេលយើងរវល់លសោតធាត់ទៅវាភ្លេចអីយិនយោភ្លេចអីភ្លេចខ្មោចនឹងដល់ភ្លេចខ្មោចខ្មោចលែងហ៊ានមកលងដែរយិនយោដោយសារចិត្តរបស់យើងផ្ដោតទៅលើគុណប្រពុតប្រធរប
ប្រសាងហ្នឹងឯអានុភាពនៃការរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធពធម៌ប្រសាងធ្វើឲ្យយើងអត់ខ្លាចតែញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងមែនព្រះអង្គឲ្យអាវាតដល់ភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងក្រុមដើមឈើពេលមានចិត្តភ័យតក់ស្រុតខ្លាចព្រះអង្គឲ្យសូត្ររំលឹកគុណនិតិពិសោស្វាកាតោសបនិប័នមកហ្នឹងតើញាតិញោមអត់បានរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធពធម៌ប្រសាងអត់បានសូត្រធម៌អមនុស្សអាចនឹងធ្វើបាបណាប៉ុន្តែពេលអ្នកដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាបង្អោនចំពោះគុណប្រតនត្រ័យដោយអានុភាពនៃបុណ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះទេព្រះអង្គនៅបរិនិព្វានព្រះអង្គនៅឯវត្តនោះទេប៉ុន្តែថាបុណ្យកុសលនឹងជួយការពារយើងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាមិនឲ្យអមនុស្សអីមកបៀតបៀនយើងហ្នឹងហើយបុណ្យនៅកើតក្នុងចិត្តរបស់យើងឯអ្នកការពារយើងហ្នឹងដូចជាឆាប់អញ្ចឹងបើយើងកាន់ទៅវាត្រជាក់យើងណាញាតិញោមណាសរុបមកវិញមិនវែងឆ្ងាយទៀតទេថាអនុមោទនាបុណ្យកុសលបងគ្រូចាន់ជនថេរានុថេរៈឯដំលោកជំទាវទាំងអស់គ្នាបានរួបរួមត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាទាំងខាងក្រៅផងពុទ្ធសាសនាទាំងខាងក្នុងជាធម្មាធម្មានុធម្មបដិបត្តិការប្រតិបត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមធម៌ហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ជាអ្នកធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តឲ្យកុសលធម៌ហ្នឹងបានរីកដុះដាលខាងក្នុងទៅជាសួនច្បារព្រះធម៌ជាធម្មឧទាននៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងស្រស់ស្រាយមិនសូវសម្បូរសម្រាមស្មោកគ្រោកអកុសលក្លិនមិនល្អនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងព្យាយាមដោះខាត់សម្អាតនៅគ្រឿងសៅមងក្នុងចិត្តយើងមាននៅធម្មរតនៈនៅព្រះធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តមាននៅធម្មឧទានជាឧទានព្រះធម៌នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទៅណាក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរយើងនៅណាក៏យើងស្រស់ថ្លាដែរដោយអំណាចនៃអានុភាពនៃព្រះធម៌ហ្នឹងឯងមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យកុសលធម៌ដុះដាលនៅក្នុងចិត្តឲ្យចិត្តនឹងជ្រោកនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានទៅនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធរឿយរឿយនឹកដល់គុណព្រះធម៌រឿយរឿយនឹកគុណព្រះសង្ឃរឿយរឿយនឹកដល់បុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយពិចារណានៅសង្ខារមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនអាចយកនៅរបស់ខាងក្រៅជាទីពឹងបានពិតប្រកបហ្នឹងឲ្យយកធัวជាទីពឹងវិញទៅអញ្ចឹងរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងវារង្គោះរង្គើប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ចិត្តរបស់យើងមិនរង្គោះរង្គើតាមរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចជាអាវាតរបស់ព្រះអង្គខ្លីជាមួយនឹងឧបាសកដែលគាត់មានអាយុដល់100ឆ្នាំជាងហើយអ្នកកុលបិតាងើបពីឈឺក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយប្រាប់ថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនទូអង្គមនេះឈឺច្រើនណាស់ឥឡូវមិនសូវបានមកវត្តទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលបាសកបើរស័ពរសល់បើអ្នករស័ពរសល់កាយបើឈឺកាយក៏ឈឺចាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺអីញាតិញោមកុំឲ្យឈឺអីកុំឲ្យឈឺចិត្តហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏ជ្រះថ្លាអាវាតខ្លីរបស់ព្រះអង្គក៏ទៅថ្វាយអង្គមព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រសួរថាមកពីណាបាសកថាខ្ញុំកណាទៅមកពីជួបព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងធម៌អីឲ្យស្ដាប់ទេថាព្រះអង្គសំដែងដែរបើថាឈឺកាយក៏ឈឺចាស់រស័ពរសល់កាយក៏រស័ពរសល់ចាស់ប៉ុន្តែកុំឲ្យរស័ពរសល់ផ្លូវចិត្តហើយព្រះសារីបុត្រសួរថាបាសកមានបានសួរព្រះអង្គថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺចិត្តហ្នឹងហ៎អត់បានសួរផងព្រះអង្គលោកម្ចាស់ជួយសំដែងផងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺចិត្តហ្នឹងបានព្រះសារីបុត្រថាមនុស្សបាសករូបហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញសំឡេងហ្នឹងគ្រាន់តែឮដឹងក្លិនហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងទៅកើតហើយរលត់ទៅវិញมันមានអភិជាការជាប់ចិត្តมันមានទូមនុស្សការទាស់ចិត្តអ្នកដែលมันជាប់ជំពាក់ហើយនឹងมันទាស់ចិត្តនឹងអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកសាងខ្លួនมันឲ្យមានចិត្តឈឺអញ្ចឹងហើយញាតិញោមណាសរុបគ្លីមកខាងចុងហ្នឹងថាបើញាតិញោមមិនចង់ឈឺចិត្តណាមិនចង់ឈឺចិត្តកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ច្រើនអាគេសរសើរក៏កុំឲ្យជាប់ពេលរស់ស៊ីមានបានអីក៏កុំឲ្យភ្លើតភ្លើនហើយពេលគេថាគេស្ដីពេលខាតក៏កុំឲ្យចិត្តមានចិត្តទូម
tôm mà nó hát đây thom mà đa cao hai rồi luôn tới với những rương là o đây rương là cọ đây thom mà đa chẳng tới mình miên chật chuột chủng bẹ nâng mình miên chật tôm mà nó tớp dương mình xấu trừ chật.